Maserati Grigale. Hôm nay tại Grab Studio lại được đón tiếp một khách hàng cũ với chiếc Grigale của mình. Trước kia chiếc xe này được Grab Studio thay bộ áo vàng cực kỳ độc đáo, nay anh chủ lại muốn đổi sang màu xám bạc. Việc dán đề can cho chiếc xe vừa như là tấm áo giáp bảo vệ chiếc xe khỏi những sức sát va quệt nhẹ khi sử dụng, vừa đa năng. Khi thích, các bạn có thể về zin hoặc dán màu khác trong một nốt nhạc. Giờ các bác cùng Grab Studio thay chiếc áo mới cho chiếc Maserati Grigale này nhé. Взять, но ты не моя. Тогда эти пацана посчитать потери. Сумму нули, погибать на сцене.